To inform you, my topic is why drug price in the U.S. are the highest in the world. It's my pleasure to be here today. Tôi khi được tuyển dụng trên này và chủ đề ngày hôm nay tôi nói đến là tại sao mà thuốc giá thuốc ở Mỹ lại cao đến như vậy. It's the fact that Americans spend an average of $1,100 per person per year on prescription drugs. Thực tế là mỗi người dân Mỹ thì đã chi ra khoảng $1,100 cho thuốc kê đơn mỗi năm. That more than anyone else in the world. Nhiều hơn tất cả mọi người. It's true that Americans take a lot of pills. It's true that Americans take a lot of pills. But the real difference for the United States is the price of the drugs, with many warns of rapidly becoming unaffordable. But the real difference for the United States is the price of the drugs, with many words of rapidly becoming unaffordable. Many words. Warning. Of rapidly becoming unaffordable. Okay, xong rồi người xong đó, xong rồi chúng ta. Process about.